chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự bế tắc của ông Tô Lâm. Đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì Tô Lâm là công cụ rất lợi hại. Đối với người dân Việt Nam thì ông Tô Lâm là một hung thần. Đối với nước Đức, ông Tô Lâm là một tội phạm bắt cóc. Nói chung, ông Tô Lâm lấy lòng ông Tổng Bí Thư thì thế nào ông Tô Lâm cũng bị dính những vết nhơ. Thực ra trong đầu ông Tổng tự cho ông ta là vua, đứng trên cả pháp luật, nên ông cũng chỉ đạo cho Tô Lâm đạp lên pháp luật mà làm, cả luật trong nước lẫn luật quốc tế. Những vụ án chính trị cấp cao như Ủy viên Bộ Chính trị thì có thể bị hạ bệ mà không nhốt tù, trừ ông Đinh La Thăng, nhưng nếu là những người chỉ xếp vào hàng lính lát thì lại trừng trị rất nặng. Đã nhiều lần, Thời báo .d đã phân tích trong cơ cấu quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, ai có chức thấp thì bị tội nặng nhất. Cho nên, khi một vụ việc đổ bể, những ai là lính thì nên tẩu thoát luôn. Ví dụ vụ án Việt Á, hàng chục quan chức tầng thấp bị bắt vào tạm giam, chứ ông Nguyễn Xuân Phúc thì khó mà vào tù cho được. Đây là hình ảnh vào ngày 9 tháng 10 năm 2022, ông Tô Lâm gặp đại sứ Mỹ Mark Knapper để nói về hợp tác dẫn độ. Trong vụ IC, không những bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn thoát mà bà còn bố trí cho 6 thuộc hạ khác cùng trốn ra nước ngoài thành công. Trong thời gian chưa tới 30 ngày đã làm được việc đó, có thể nói bà Nhàn đã chuẩn bị phương án B. Phương án này người ta hay dùng nhất trong lúc bế tắc, đó là kế 36 của binh pháp Tôn Tử, tẩu vi thượng sách. Trong nhóm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có người được xác định là đang ở Mỹ, đó là ông Nguyễn Đăng Thuyết, cựu giám đốc công ty Thành An tại Hà Nội. Ông này nhờ luật sư trình bày với nội dung đơn ông gửi từ Mỹ về. Như vậy đã xác định được một trong 7 người trốn ra nước ngoài trong vụ IC là đang trốn ở Mỹ. 6 người còn lại chưa biết đang trốn ở đâu. Đây là hình ảnh vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, ông Tô Lâm đã gặp bà Katharina, đại diện thương mại Hoa Kỳ để nói về hợp tác dẫn độ. Có lẽ nhiều người chọn trốn ở Mỹ bởi Mỹ họ có thể dễ dàng hòa nhập vì cộng đồng người Việt ở đây rất đông. Vào năm 2021, cộng đồng mạng cũng đã xác định ông cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai Phạm Văn Sáng cũng chạy qua Mỹ khi bị truy nã. Có thể có rất nhiều người trốn chạy truy nã qua Mỹ. Tuy nhiên, nước Mỹ không phải là nơi mà ông Tô Lâm có thể tổ chức bắt cóc được. Nước Mỹ đang mang lại cho nền kinh tế Việt Nam hơn 50 tỷ đô la mỗi năm, không thể chọc giận Mỹ. Vào ngày 13 tháng 2, khi bà Katharina, đại diện thương mại Hoa Kỳ, đến Hà Nội, ông Tô Lâm đã tranh thủ làm việc với bà này để đặt vấn đề hợp tác dẫn độ tội phạm. Thực ra, chức năng của bà Katharina là làm việc với vấn đề thương mại, còn vấn đề tư pháp giữa hai nước thì bà Katharina chỉ là người mang thông tin về báo cáo lại mà thôi. Ông Tô Lâm đã từng gặp đại sứ Mỹ Mark Knapper vào ngày 9 tháng 10 năm 2022 cũng để đặt vấn đề này. Cách làm việc của ông Tô Lâm với phía Mỹ về hợp tác pháp lý cho thấy ông Tô Lâm rất nôn nóng, tuy nhiên có vẻ như Mỹ không quan tâm đến vấn đề này. Vào ngày 14 tháng 2 tại Hà Nội, ông Tô Lâm đã tìm cách gặp ông Bakin Tibor, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hungary tại Việt Nam. Ông Tô Lâm đặt vấn đề về hợp tác tư pháp dẫn độ tội phạm. Với việc ông Tô Lâm sang tận Berlin, một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu để bắt cóc thì không biết phía Hungary có đồng ý hay không. Đây là hình ảnh vào ngày 14 tháng 2 năm 2023, ông Tô Lâm gặp ông Bogadi Tibor, đại sứ Hungary tại Việt Nam để nói về hợp tác dẫn độ. Với việc ông Tô Lâm tìm mọi cách gặp các đại diện của các chính quyền Âu Mỹ, đặt vấn đề hợp tác pháp lý dẫn độ tội phạm thì điều này cho thấy ông Tô Lâm đã tởn khi không còn dám dùng chiêu bắt cóc như cách đây 6 năm tại Đức. Trong trường hợp ông Tô Lâm muốn hợp tác bắt tội phạm ngay lúc này thì có thể nói bất khả thi. Trong thời gian ngắn khó mà có những thỏa thuận hợp tác pháp lý giữa Việt Nam và các nước khác được. Cách giải quyết của ông Tô Lâm rõ ràng đang là rất hết sức bế tắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Sự bế tắc của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin FEC tan đời, Novaland cạn hơi, Vingroup thì ngộp thở, Domino bao giờ sẽ đổ đầy.
sau hơn 10 tháng kể từ ngày ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giữ, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSER đã ra quyết định hủy niêm yết gần 750 triệu cổ phiếu của FEC. Nguyên nhân là vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Thực ra, FEC hiện nay đang tồn tại dưới dạng đời sống thực vật. Nhân viên của FEC thì bị nợ lương, tình hình kinh doanh vô cùng khốn đốn. Ban quản trị không cho giải thể mà cứ cố chạy vậy để kéo dài hơi thở. Hiện nay, nhà đầu tư nào lao đầu vào doanh nghiệp này thì xem như ném tiền. FEC xem như tàn đời. Đây là hình ảnh cổ phiếu của FEC bị hủy niêm yết. Cái tên thứ nhì trong giới bất động sản cũng xém ngủm trước Tết Nguyên đán, nhưng rồi không biết liều thuốc nào bơm vào và nó đã hồi sinh. Đó là Novaland của ông Bùi Thành Nhơn. Hồi tháng 11 năm ngoái, cổ phiếu của Novaland lao lên như tên bắn súng vực. Ông Bùi Thành Nhơn rơi ra khỏi danh sách tỷ phú đô la của Forbes. Tuy nhiên, không hiểu sao sau đó cổ phiếu Novaland lại lên giá và ông Bùi Thành Nhơn đã trở lại danh sách tỷ phú. Giới phân tích kinh tế đánh giá rằng đấy chỉ là liều thuốc làm cho Novaland tạm thời hồi sinh. Khi hết thuốc, nó lại bị hấp hối tiếp mà thôi. Theo thông tin vào cuối ngày 14 tháng 2, giá cổ phiếu NVL của Novaland lao dốc không phanh. Cổ phiếu NVL là một trong những mã bị bán mạnh nhất trong phiên dịch lần này. Đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, cổ phiếu mã NVL khớp lệnh sấp xỉ 10 triệu cổ phiếu và đang dự bán giá sàn hơn 16 triệu đơn vị. Trong tình hình như vậy, không biết gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ làm gì để cứu lấy Novaland. Có thể nói, sức khỏe tài chính của Novaland đang rất thậm tệ. Lần khịu thứ nhì sẽ là lần rất khó khăn hơn lần trước. Nếu ông Bùi Thành Nhơn cứu được Novaland lần thứ nhì, thì lần thứ ba, lần thứ tư, lấy gì sẽ cứu đây? Cho nên có thể nói, nhà đầu tư Novaland tự liệu mà thoát thân, sẽ không có cơ hội để kiếm lời nữa, chỉ còn lại toàn là rủi ro mà thôi. Như vậy, Novaland của ông Bùi Thành Nhơn cũng đang cạn hơi. Đây là hình ảnh cổ phiếu của Novaland lao dốc không phanh. Sáng ngày 14 tháng 2, các cổ phiếu họ Viên như VCB, VIC, VHM đều mất giá. Được biết, VinGroup là một trong những ông lớn đang cầu cứu ngân hàng nhà nước giãn nợ và hạ lãi suất. Khi ăn thì ăn một mình, khi đói thì lại đòi nhà nước bơm mớm cho. Trong khi đó, dân oan khắp các miền bị mất đất hàng chục năm qua, nhà nước đã từng cứu giúp hay chưa? Cứu đại gia rồi để họ lại tiếp tục hút máu dần tiếp hay sao? VinGroup trông có vẻ khỏe hơn FEC và Novaland, tuy nhiên họ Vin chưa phát bệnh không có nghĩa là không có bệnh. Trong những tháng gần đây, tình hình sức khỏe tài chính của Vin chưa bao giờ khả quan cả. Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng vẫn đang cho VinFast đốt tiền như đốt vàng mã. Không biết đến bao giờ mới dừng đây. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng ước tính khoảng 4,1 tỷ đô la, nhưng riêng VinFast đã đốt hết 4,7 tỷ đô la và vẫn còn tiếp tục phải đốt thêm. Bao giờ VinFast mới sinh lời là câu hỏi luôn được đặt ra. Để trả lời câu này rất khó, bởi VinFast cứ đưa ra sản phẩm là bị các ông lớn dí đập cho tàn bã. VinFast trên đất Mỹ có nguy cơ chết non, bởi vốn giờ đây cũng vô vọng, các tổ chức địa phương thì phản đối việc xây dựng nhà máy ở đây. Tiền thì đốt mỗi năm đến hàng tỷ đô la, vậy thì VinGroup trụ thế nào trong tình hình nóng bỏng như hiện nay? Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng như muốn buông. Các căn bệnh của đại gia bất động sản nổi lên hàng loạt, rất có thể sắp tới sẽ có những trận phá sản lớn, có thể sẽ gây ra hiệu ứng domino trên toàn quốc. Nền kinh tế bóng bóng của Việt Nam đã tương quan quá lâu, có đến một lúc nào đó nó sẽ nổ tung vì bị phồng. Những nhà đầu tư, đặc biệt là các lĩnh vực bất động sản, cần cẩn trọng với tài sản của mình. Giờ này mà còn ham đầu tư nhà đất thì có ngày sẽ bị lãnh đạn. Tờ Thời báo .d đã từng nhận xét Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính cần mạnh tay đại phẫu những ông nhọt làm cho nền kinh tế tàn mạt đến như thế này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin FEC tàn đời, Novaland cạn hơi, VinGroup thì ngộp thở, Domino bao giờ sẽ đổ đầy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de